Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ và dùng bữa với các ông xong, người hỏi ông Simon Phêrô: Simon con ông Giô-na, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người lại hỏi lần thứ hai: Simon con ông Giô-na, con có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Hãy chăn dắt các chiên của thầy. Người hỏi ông lần thứ ba: Simon con ông Giô-na, con có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi đến lần thứ ba: Con có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Hãy chăn dắt các chiên của thầy. Quả thật thầy bảo cho con biết, khi còn trẻ con tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi về già con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn. Người nói thế có ý ám chỉ ông Phêrô sẽ phải chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Nói những lời ấy xong, người bảo ông: Hãy theo thầy.